Rồi, chào anh em nha. Bữa nay mình sẽ làm clip mình nấu về nhiều cái vấn đề anh em mà nhiều anh em mình đã làm với TikTok đó, nhiều anh em mắc cỡ lắm. Thì anh em hỏi mình là cầm cửa xong thả gà ngồi lấy ngón tay quét đất đó, quét lên bằng keo. Cái chét lên bằng keo, vuốt cửa. Để làm cái gì? Thì mỗi một người mỗi một cách suy nghĩ, không bắt buộc ai ép ai suy nghĩ giống mình. Anh em nên nhớ. Thì mình nói, mình cũng có chia sẻ với anh em là cái chuyện tâm linh là cái chuyện mà chơi gà ai cũng phải có kiêng có cử đúng không? Thờ phải có thiên đó. Thì nói chung mình chơi cái gì cũng tâm linh, nhiều người bật tâm linh nó khác đó, chứ không có chơi về cái mà gà hay. Anh em có thấy gà là ai nuôi gà mà chơi gà toàn là gà hay mà giàu không? Không có, chỉ có người bán gà người ta đánh đổi nhiều cái lắm. Còn chơi đá gà ai cũng sống gà hay trên đó, sống hút dữ gì chơi không mà anh em thấy có ai giàu không? Không, đúng thực tế là không có, người nào cũng tanh bành té bẹ trên. Nếu mà có đầu ra đầu vô á thì nó đỡ hơn chút, rồi chơi lúng á thì dẹp lẹ lắm. Thì mình nói anh em gì đầu clip thôi, rồi mình nói cái vấn đề mà quét băng keo, lấy đất chét băng keo cửa, cầm cửa xong ra ngồi cái quét băng keo á, mình nhấp nhép á, thì người nào cũng nói chung là hồi nhỏ ai cũng bị hỏi quét đất chi, trong cửa xong ra ngồi phun nước rồi quét đất cái chét lên chân chi phụ. Mấy ông kia cũng nói trời ơi có gì đâu, quét cho nó có màu vậy thôi đó, người nó có màu. Người thì nói là quét đất cho nó băng keo nó không dính đó, rồi người nói quét đất cho con gà nó không mổ băng keo. Con gà nó mổ gì nó cũng mổ, tới giờ nó mổ là nó mổ, mà con gà thả ra nhiều con chưa nó không lô đá mà nó mổ chồng xong làm gì nó cũng mổ băng keo. Con gà nó không mổ, nó không mổ thôi chứ đâu có lý do gì mà lấy gì băng keo mà quét vô, lấy đất trong cửa xong lấy đất quét vô con gà nó không mổ băng keo, nó tầm bậy, nó không có liên quan gì vấn đề đấy. Ai cũng giấu, người nào cũng giấu cái dấu trên đó, không có ai muốn nói là cái gì hết. Tại vì mình nói anh em chơi môn gà này là chơi môn ích kỷ. Nó hẳn ích kỷ đó, là không ai chỉ ai. Chỉ nói chung là chỉ không biết đúng hay sai mà chỉ đại đó, hỏi gì chỉ đại vậy đó, rồi làm được không được, làm được nuôi người ta hết, người ta tốt quá, người ta thường á thì người ta chỉ mình thiệt lắm, còn người ta ghét người ta chỉ, người ta chọc người mỉm mình á, là nó chỉ mình tào lao với không về nuôi như tào lao luôn, là hô luôn. Phải nói chơi môn mạng ngộ lắm, và có mạng nhiều á thì nó đỡ, không có mạng ai biết gì, con gà xíu là như là quý báu vật lắm, cần lắm, giấu giếm bí mật lắm kìa. Như quét băng keo á là chung là cái tâm linh thôi, chồng ra hồi không giái thôi, như giái chứ không chồng vô cầm cửa xong ra ngồi cái chét đất, cái đất chét lên quét hai bên vuốt cửa, hộ thần hộ địa gì đó phù hộ độ cho con chiến thắng, phù hộ cho con chiến thắng, độ cho con thắng lần này đó, mỗi người mỗi cách giái. Hai cậu phù hộ cho con chú đã chặt vậy đó, hai cậu phù hộ độ con thắng trận này, độ may mắn vậy thôi, vuốt vuốt cho cái đất chét cho nó lấy cái phong thủy á, lấy đất chét lên nó phong thủy rồi vuốt cựa rồi lấy đất lấy vuốt. Thì mỗi một người mỗi một cách suy nghĩ khác nhau. Mình nói vậy cái anh em nhảy vô anh em bình luận cũng nhiều lắm, vui lắm, mình không cần ai ai hiểu gì hết trơn. Nói chung là cái lúc nào cũng vậy, trắng đen thì nó phải lút lút, nó lên lút lút thì nó lem lem gì nó đẹp hơn, chứ không có cần phải trắng ra trắng đen ra đen. Cuộc sống mà nó đen đen ra đen trắng ra trắng nó không có đâu, lúc nào mình phải cho nó lút lút heo ra đây, hiểu không? Chín người mười ý, không bao giờ cãi với ai hết. Nói chung mình nói anh em tiếp thu nghe nghe em thôi, chứ anh em nhiều anh em không, nhiều anh em bình luận nó cần lắm là chét đắt vô băng keo để làm cho nó không có mổ băng keo. Chét nó đắt vô là cho băng keo nó dính. Tại vì đất đâu có chất keo đâu mà chét đất vô cho băng keo nó dính nè, đúng không? Thì đâu phải ai cũng suy nghĩ giống nhau đâu, phải chín người mười ý, đúng không? Đâu có, mình đâu bắt buộc ai phải nghe theo giúp mình. Thì mình nói thì anh em hỏi thì mình chơi chỉ cho biết mình trả lời thôi, tại vì người xưa là người ta chơi tâm linh,
mình chơi dạng người xưa. Còn nhiều anh em cứ hỏi á, anh em ảnh hưởng từ nhỏ rồi, anh em hỏi người ta đâu chỉ. Ờ, hỏi chơi chơi chắc nó chi phụ thì người ta chỉ nói đơn giản thôi, chắc nó trong kêu nó dính mà đắt lại gì băng keo đắt liên quan gì có băng keo nó chắc dính trong đó ha. Đó rồi, rồi, rồi cái chắc gì á, chắc đắt vô chi, chắc đắt vô cho nó không bỏ chân không bỏ băng keo. Con gà nó mổ, nó mổ, nó không mổ, nó mổ. Đắt đâu phải là cái gì mà làm con gà nó mờ hay mắt nó không biết được, nó không mổ băng keo nè. Đúng không? Mình nói cái gì á, nói chung phải nó có tình, có lý chút xíu thì nó mới hợp lý, hợp cái logic. Còn mình nói không có hợp lý sao được. Cũng như mỗi người có một cái hệ chơi với nhau. Ừ, người ta nói gì, nếu mà nói quét băng keo gì, quét băng keo đồ giá cho ta. Người ta cười sao? Người ta cười mình sao? Mà đâu ở đây thì nói gì biết, không nói nữa. Ờ tôi quét con keo tôi giá gì đó, rồi hỏi ờ chết con keo gì vậy, gà nấu không lẽ gà nói tao chết tao giá gì cho con gà tao ăn đậu. Rồi người ta nghe là cười chết luôn á. Ăn không sao, thua rồi sao? Ủa là chết con keo giá không không ăn gì phụ. Đó, người ta chọc mình chứ, bắt đầu ai nói. Không có người nào cũng chỉ với người nào hết trơn, hiểu không? Giống như là mình hỏi gì mình trả lời không. Tại vì nhiều nó trong cái con gà này nó có nhiều cái mà anh em không hỏi. Anh em hỏi đúng gì con gà thì mình mới trả lời được, con này hỏi vòng mình đâu có trả lời được. Nó phải vô cái logic mình trả lời cho anh em. Đó thì cái lợi ích của cái quét với đắt là chỉ nó có vậy thôi, nó đâu có liên quan gì đâu. Nói gì là mặt tâm linh, chát vô cái nhấp nhép mày nhá giá gì thôi chứ đâu có sự, nó không có lại gì cho anh. Nhưng mà ăn đậu không ăn đậu cũng hên xui lắm, tại vì tâm linh mà. Nếu người nào nó không có tâm linh thì đâu có đi chùa, đâu có đốt nhang làm gì, đúng không? Cái gì cũng vậy, rồi đâu có ai hợp hai cậu chơi cái ngày bà cậu phải tin tưởng. Nếu mà không có tin tưởng thì đi ghe, đâu có ai mà ăn cá mà dám lặt cá lên đâu. Nếu không tin dám lặt không, dám lặt đó mấy người kia chắc cho lặt ha, lặt cá ăn trở bề đó, hiểu không? Ăn cá là phải ăn ở trên chứ không tin lặt lên là gì, lặt con cá lên gãy xương rồi phải gãy xương tại người ta trên con xuống chứ đâu có ai mà lặt con cá lại ăn mặt dưới đâu, nhớ không? Bây chơi cái gì cũng vậy, ngày bà cậu là phải tin tưởng. Nói chung á, ngày này á, bởi cái môn gà bây giờ mình nói anh em nó đang bị thoái quá. Tại sao mà một TikTok mình đăng là mình để cái hình của mình á, mình nói là môn gà đang chơi bị thoái hóa. Là tại sao? Tại vì cái môn gà bây giờ nó biến tướng. Nói chung là nó chưa là cái môn biến tướng nhất trong các ngành nghề kinh doanh và chơi ha. Chơi cá cược và buôn bán thuốc men trên đây. Chưa bao giờ mình thấy một cái ngày con gà mà nó nổi mà nó biến tướng mà kinh khủng luôn. Là biến tướng là sao? Là biến tướng là như gà thì bên này người này lại nói xấu người kia. Đó, chơi gà người này, chơi gà người kia mà chắc gà mình hơn gà người ta không? Đá gà phải có hên có xui. Đầu tháng tôi hên tôi hừng. Đá 700 con ở trên tới giờ nó xui. Nó thua không à. Cũng như mình có bán thuốc cho người em ở bên cầu lãnh này thì đá mà nói chung ăn nhậu hoài, đi qua mua thuốc mà ăn nhậu còn là sỉnh rồi thì lúc nào cũng vậy. Nó là trời ơi, đá từ Tết tới giờ không ăn một cái, không có thua một cái luôn, bắt bại luôn là đang hừng đầu tháng, đúng không? Đó cái rồi giờ sao chịu nổi nè, thua quá ý mà cũng gà đổ không đó. Rồi anh em nói đi, rồi em nghĩ sao, đúng không? Chơi gà thì nó phải có ăn có thua. Cũng như tôi đá với tôi hát này, tôi đá với người đó tôi chạy đó mà tao hết đấu mà, bởi vì nó làm xấu cái ảnh hưởng, nó xấu lắm. Bởi môn gà giờ nó biến tướng lắm, mình rất là buồn. Cũng như bán thuốc á, thì người này nó xấu bên thuốc bên kia á, đang đưa cái thuốc mình vô đó, hà là không đưa thuốc mình vô đừng nói xấu người ta. Cũng như cái chạy bên đây thì nói cái người bên kia nó gà ngu, rốt cuộc bán gà này nọ mắt, rốt cuộc mình đưa gà mình vô. Cái mục đích cuối cùng là dẫn mình đưa gà mình vô. Thì mình đừng bao giờ chơi ba người ta, tại vì chưa chắc gà mình hơn người ta. Cũng như bán thuốc, anh em bán thuốc như vậy. Người này nói thuốc kia, thuốc này người kia, nhập thuốc đó, thuốc dở, thuốc này thuốc kia, chắc thuốc mình thuốc tốt. Anh em không? Bán dạng một. Nên nhớ nha, mình một người bán được, dạng người mua đúng không? Mà sau này người ta xài được, dạng người bán. Dạng người bán, dạng người mua. Nó ngang ngửa nhau à. Cái cung với cái cầu mới đậu thì nói chung là nó chưa ai biết, thì cái cung nó, cái cầu nó nhiều hơn. Còn sau này á, cái cung á nó nhiều lắm, cái cầu ít lại. Tại sao? Ai cũng xài khác với nhau hết, người ta phải thử thuốc thử hết rồi. Vậy mình đi nó xấu thuốc bên đây,
nó sẽ hút người này hút người kia, đang giúp cuộc cái cao cuối cùng cái mình chốt vô hút của mình tốt hơn. Bởi vì nó anh em cái môn bây giờ nó như là một chiến trường, cái môn gà bây giờ từ gà luôn nha, từ gà luôn, từ gà tới thuốc men luôn, nó như một cái chiến trường hỗn độn. Bởi vì rất là buồn, tại vì sao? Tại vì cái môn mình chơi hồi đó nó đẹp biết bao, cái môn chơi gà mấy ông tổ xưa nó chơi đẹp biết bao luôn, cộng giờ bịp gà bịp nè, thuốc gà, thuốc lông rồi thuốc cựa, thuốc lên ống giáp, nó chơi biến tướng rất là nhiều kiểu. Hồi đó làm gì có nữa, bởi vì càng hiện đại bây giờ mình thấy cái mạng nó càng mạnh lên thì nó càng khó quá nhiều. Tại vì sao? Tại mục đích chính là chỉ là muốn khịa với nhau để mà nổi tiếng, đúng không? Chỉ muốn khịa với nhau để mà nổi tiếng. Giúp cuộc nổi tiếng làm gì? Mình khịa người ta gà này gà nọ, trước cuộc mình đưa gà mình vô mình bán, chắc rồi chắc gà mình hay hơn gà bên kia người ta không? Đó, mình nói anh em mình rất là buồn vì cái thực tế bây giờ, thực chạy bây giờ là nó là như vậy. Cũng như bây giờ anh em nói bán cái chạy gà giờ nó mọc lên nhiều quá thì sao? Thì anh làm được, tôi vẫn thì tôi phải làm được. Cũng như mới đầu anh mua cái máy về anh chế tạo này chứ nọ đúng không? Anh mua về anh làm sản xuất được thì người ta phải bỏ tiền, người ta nhập cái máy là gì, người ta làm, nó bán chung với anh. Bắt đầu cái nó chia rẽ ra, nó chia lẻ cái bằng hàng ra, thì người nào rẻ hơn thì người đó phải lấy nhiều khách hàng nhiều hơn, hà chịu lỗ, làm ăn kinh tế. Nói chung là chiến trường như là một cái thương trường, như một cái chiến trường là đúng rồi. Nhưng mà chưa có cái chiến trường nào nó bằng cái chiến trường môn con gà vậy. Môn con gà bây giờ nói chung là nó bắt bình thường. Tôi thách đấu chạy đó, đặng làm gì tôi lấy tiếng, đừng làm gì tôi bán gà, mà trong khi đó chạy ông kia cũng bán gà, đúng không? Đó, nói chung là bây giờ cái môn gà giờ ai cũng nói là chạy gà mọc nhiều như nấm, thì anh làm được thì tôi bắt chước làm theo. Thì bây giờ người tại sao thì bây giờ cái hồi đó thì cái cung á, cái cầu á nó nhiều hơn cái cung, tại vì ít có người biết tới cái chuyện mà gà dịch đổ này đó nọ. Thì bắt đầu anh người nào mà nói anh em làm ăn, người nào cũng có một thời thôi, nhưng mà đừng có làm đó, nó mất cái vẻ đẹp của cái môn gà. Cái môn chậu gà là từ hồi xưa tới giờ, ngàn đời xưa tới giờ người nào cũng chơi, nhưng mà không có biến tướng như tới bây giờ. Từ cái con gà cạnh tranh với nhau mà làm xấu hình ảnh với nhau, nó hết đấu đủ hết trơn. Rồi bây giờ thuốc, cái thuốc gà cũng vậy, người này chơi ba người kia, lật tẩy cái thuốc này, dạch lá tìm sâu mà mò mẫm ra, cái thằng đó nó bán, người đó bán gì, người ông đó bán, thằng đó bán, nhỏ đó nó bán, tùm lum hết. Thuốc nó hút gì, bắt đầu tôi phải làm cho anh em coi, thuốc nó pha bằng này bằng này, anh em bị lừa đảo cái tôi đưa thuốc tôi vô, anh em phải chức quá. Bởi vì nó bây giờ cái chuyện con gà thôi, mình nói anh em nó như là một cái bãi chiến trường chứ không có còn đẹp như hồi xưa. Hồi xưa lá gà đâu có gì đâu mà phải cãi nhau. Bây giờ thời đại giờ lá gà mạng nhiều lắm. Lá gà thời đại 4.0, đá điện thoại chứ không có đá con gà. Bên đây chữ bên kia, nó xấu bên kia đủ thứ. Bởi vì nói này thực tế là bây giờ mình nó rất là rối nùi cái môn gà, nó hết cái đẹp đẽ. Bởi vì nói này bây giờ mới nói là cái cờ bạc á, một cái sân gà một ít vuông là 10 thằng điếm mới đứng. Thì ai cũng vậy, ai cũng muốn vậy. Anh em á, gà anh em hay á thì nó đi theo. Chứ lúc mà gà mình dở, nó theo bên kia đá ngược lại. Chứ đâu phải đi theo 10 người, đi theo 10 người, đi theo mình đâu. Muốn đá đâu đá, nhưng mà cái lúc mà mình gà mình hay á, nó giành bạc, nó lấy cho anh. Đó nè, đâu có anh em nào. Trong cái môn gà này không có anh em. Mình nói thiệt, không có anh em với ai hết á. Đừng nói tao tốt, tao với mày chơi tốt với nhau, sự ra đi gà dịch, đá dịch gà dịch đi. Rồi anh em sẽ hiểu bạn bè tốt nó như thế nào. Bởi mình đi chơi đá gà mình nó hẳn với anh em ha, mình chỉ một mình thôi với thằng lính mình thôi, còn không còn lính phải không, mình điên mình vậy đó, mình không có cần người nào chứ. Như gà tôi đá tiền như đó đó, được thì đá được thôi. Còn anh em này sáu tiếp binh tiếp thương, thấy gà tôi hay, tiếp sổ đá cho tôi đá được, nên nó là vui. Còn đi đá gà mà đi đá gà rủ người này người kia, ở đâu chưa sống gà nó kia mình nuôi cái lây đá, cái gà ăn thì không sao, gà thua nó mình báo. Rồi anh em thấy buồn không, đúng không? Với thực trạng bây giờ mấy cái đó là chuyện rất bình thường đi từ xưa rồi. Còn bây giờ mà nói chung là gà dịch mà cạnh tranh với nhau thì anh đổ gà anh bán được, tôi cũng nhập gà tôi đập từ từ, tôi làm một cái chạy gà
làm ăn mà từ từ giết. Bây giờ nó chung y như cái môn đó, cái môn nuôi gà bán gà, giờ nó y như cái chuyện mà trồng mít với trồng trái cây, cây ăn trái. Mới đầu bán thì mới đầu trồng mít ít người trồng, cái trái nó như ví dụ như mít đi, nó có giá đúng không, nó có giá, cái đầu thấy có giá thì tôi phải xem thẳng cái ruộng của tôi hết, tôi làm cái vườn là tôi trồng mít theo. Thì người nào cũng trồng mít trước của cái cầu á, cái cung á, thì nó ít hơn cái cầu. Cái cung cấp á thì nó nhiều hơn cái cầu chứ. À, cái cung ra thì nó nhiều mà cái cầu á thì nó ít. Cái vậy giá cái cầu làm sao? Cái giá mít nó chìm. Chìm nghiễm xíu nó luôn, và làm gì lỗ, chặt mít bỏ. Cũng như bây giờ gà dịch cũng vậy, biến tướng là sao? Anh em nuôi gà, anh em nhập gà về, giá thì cỡ 15 củ đi, con đi bèo bằng 15 củ. Cái anh em nhập về, trong máy anh em đổ ra anh em bán, bên đây bán 3 củ. Mới đầu bán 7 củ lúc mà chưa có hận hạnh nhiều, nó bán 7 củ một con. 7 củ một con gà F1. Từ từ cái gà nhiều quá ra cái cũng nhập về ý chèn vậy. Là phá giá 1 củ gửi, 2 củ một con F1. Bên kia thì bắt đầu những cạnh tranh mà. Cái giờ làm bây giờ hành gà dịch giờ nó rối nùi. Cái anh em nó giết giờ chạy gà mọc như nấm. Là tại ai? Thì anh em nuôi cá, ví dụ anh em nuôi cá lóc anh em bán, thì anh em bán anh em làm giàu được thì tôi bắt chước tôi học theo nuôi cá lóc, tôi đào ao tôi nuôi cá lóc tôi bán đó. Thì mỗi mình nói anh em mỗi người một cái thời thôi, một người có một thời điểm thôi, nhưng mà phải làm sao cho cái thời của mình nó bình bình hoài được để nó chìm, nó mới còn nó mới nó, cái môn gà này mới đẹp đẽ. Như mình nói xấu người này người kia, anh bán thuốc đủ thứ trên thuốc nữa kia, dưới cục mình cũng bán thuốc rồi hành ra cái là sao. Bởi vì nó cuộc đời này á, đừng bao giờ làm cho nó trắng ra trắng, đen ra đen, nó phải lút lút lem lem vậy mới kêu là cuộc sống ha. Rồi chào anh em nha.